Hãy xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Tommy. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay màn hình cảm ứng của đài PA600. Mà KT600 thì màn hình cảm ứng của nó rất là hay hư. Hiện tượng hư này cũng thường xảy ra đối với dòng PA900 nữa. Thì dòng PA600 và PA900 là những cây đàn rất là khó mở. Mở ra thứ nhất là ốc rất là nhiều, phía sau rất là nhiều và bên trong mà cấu trúc cũng khá là phức tạp, cho nên mọi người khi mở đàn sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó Mitomi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mở đàn PA600 và PA900 trước, sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà thay cái cảm ứng cách đúng cách mà nhanh cái ống nữa, nó đỡ mất thời gian của chúng ta khi mà chúng ta ở xa không thể lên được trung tâm, đặc biệt là các bạn ở các tỉnh xa như là Kiên Giang hoặc là các tỉnh mà ở vùng biển đảo rất là khó đi lại, thì mọi người gửi đàn lên cũng đã mất 2 ngày rồi, đi lên tốn kém lắm. Dù thì cái bệnh này cũng không có gì khó, cho nên mọi người sẽ mua cái cảm ứng về nhà tự thay. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để thay. Đây là hiện tượng chết cảm ứng của đàn PA600. Thì các bạn thấy là kỹ thuật của mình đang bấm vào trong màn hình của đàn và thấy là cây đàn nó không có tác dụng gì cả. Thì cái bệnh này được xác định là bệnh liệt cảm ứng, chết cảm ứng. Trong dòng PA600 thì thời gian sử dụng của nó cũng khá là lâu, thì cách đây khoảng 4-5 năm rồi, cây đàn sản xuất cũng lâu rồi, cho nên hiện tượng này sẽ xảy ra rất là nhiều trên dòng đàn này. Cây PA600 thì nếu mà liệt cảm ứng thì có thể nói là không thể sử dụng được tất cả các chức năng khác, do đó thì bắt buộc mình phải thay cảm ứng mới sử dụng được. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Cứ mở theo chiều ngang đó là hết ốc, đừng có mở xung quanh đàn đó, tiếp tục theo chiều ngang ngược lại. Mở đàn nó cũng phải có cái cách chứ không là mình dễ bị quên đó, sốt ốc. Mở hết theo chiều ngang thì qua đây cái mình đảo gan lại tiếp. PA600 là một cây đàn rất là nhiều ốc, cho nên khi mở đàn mọi người chú ý mở theo cái hướng chiều ngang giống như vậy. Thì mục đích của việc mở này là để cho mình không mở sốt ốc và mình cũng dễ nhớ cái vị trí của các con ốc nữa. Cứ mở theo chiều ngang vậy nó dễ nhớ hơn là việc là mở không có hệ thống. Chúng ta sẽ rút hai cái dây loa và dây nguồn của đàn, rồi chỉ cần rút vậy rồi mình sẽ lấy được cái thân của đàn ra rồi, tách rời ra rồi. Ok, và tiếp đến là chúng ta sẽ tháo cái bo màu bằng sắt này ra. Trước khi tháo thì mọi người phải chú ý có ba con ốc phía bên ngoài, ba con ốc màu đen này, đây là trước. Tới là các con ốc màu trắng xung quanh cái viền của bo. Đó. Chúng ta sẽ cậy thử cái bo này, mà nếu mà chúng ta thấy nó lỏng ra tức là đã hết ốc rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ tháo ra rồi, ok.
đẩy lên được. Thì ở vị trí này chúng ta sẽ thấy được cái vị trí của dây cáp màn hình cảm ứng là cái dây cấp nhỏ này đây. Rồi đây là các cái giặc kết nối của mạch bàn phím và mạch nút nhấn. Thì trước tiên chúng ta sẽ rút hết tất cả các cái sắt này ra trước ạ. Rút ra. Rồi, rút hết tất cả các cái này ra. Rồi. Cả đây là một cái cáp màn hình, và cáp màn hình thì mọi người chú ý là nó sẽ có cái lẫy rất là nhỏ, mình phải bật ngược nó lên, cậy ngược nó lên hết sức nhẹ nhàng các bạn. Nếu mà cậy mạnh tay là gãy cái lẫy này là chết luôn, gãy cái lẫy này là màn hình của mình sẽ bị tối thui luôn, không lên được, mình cắm nó không có ăn được. Bây giờ sẽ tiến hành lấy cái bo ra khỏi cây đàn. Thì thường thường cây đàn PA600 nó sẽ bị mắc ở ngay chỗ cái cổng USB này, thì mọi người cố gắng đẩy cái cổng USB vào sẽ lấy ra được dễ dàng hơn. Ok. Thì quan sát bên trong mình sẽ thấy có rất là nhiều ốc nè, đó, nó nhiều ốc màu đen này, thì các bạn phải tháo hết các con ốc màu đen này ra. Cũng theo cái nguyên tắc tháo theo chiều ngang thì mọi người sẽ dễ dàng là hình dung được là có bao nhiêu ốc cần tháo. Mình đừng có tháo lung tung, mình cứ tháo hết theo chiều ngang của cái đàn, mình tháo dọc theo chiều ngang. Đây là những vị trí ốc cần tháo. Cái PA600 là tháo ra nói chung là khó khăn hơn những cái dòng của bên Yamaha, cho nên mình sẽ hướng dẫn kỹ. Các bạn cứ tháo theo chiều ngang đó, bắt đầu theo chiều ngang thứ hai mình sẽ nhìn ngang qua bên đây này. Nếu tháo theo chiều ngang là không bị lộn. Còn nếu các bạn tháo lung tung vòng theo đường vòng thì thiếu nữa là các bạn sẽ bị rối ngay, không có nhớ được. Cứ tháo theo chiều ngang là chỉ có 3 chiều ngang thôi, mình nhớ được liền. Tháo theo chiều dọc thì nó rất là rối. Rồi, tổng cộng nãy giờ chỉ có 10 phút thôi là mình đã tháo gần hết cây đàn ra rồi. Đây, các bạn nhìn vô trong cái khu vực của cái mạch nút nhấn, gọi là cái pano phía trên của cây đàn đó, thì sẽ có những cái lẫy giống vậy. Những cái lẫy cái ngàm này để mục đích là giữ cho cái mặt pano đó dính vào trong cái thân, thì mình sẽ cậy nhẹ thôi, mình cậy từ phía bên này cậy qua, mình cậy nhẹ thì cái lẫy nó sẽ đá được vào trong và cái màn hình cái pano phía trên đó, nó sẽ tự nó bị rớt xuống dưới. Lúc đó mình dùng cái tay mình đỡ phải đẩy con cái của mình có thể để vào đây và mình đẩy nhẹ thôi. Nó dễ dàng ha, mình nghe cái sụt một cái tức là cái lẫy nó đã bị tụt ra rồi đó. Rồi mình đẩy được từ đó qua, ok. Nếu cái này mọi người không biết thì dễ làm gãy những cái lẫy này rồi gây mất ring cho cây đàn. Và khi mà gắn vào lại thì nó rất là sọc sẹt, nó rất là tệ. Nên chú ý là đừng có làm mất ring. Mình tháo ra mình làm sao thì mình phải để lại y chang như vậy. Cây đàn đã tháo được gần hết rồi. Ở bên đây còn một cái gắt của cái bên nữa, mình tháo rút luôn. Vậy là có tổng cộng 5 cái gắt cần phải tháo ra. Khu vực này sẽ có cái dây cột. Mình rút luôn cái gắt đó ra nữa rồi. Vậy là tách được cái panel phía trên của PA600 ra. Tiến hành bây giờ mình mới mở cái màn hình ra này. Đấy, cái khu vực này là các bạn có thao tác cực kỳ cẩn thận, phải thao tác cực kỳ cẩn thận nha các bạn. Nếu mình chỉ lần lỡ tay thôi là một là cái màn hình này nó sẽ bị bể, hai là những cái dây màu vàng này này, cái dây cáp màu vàng này rất là dễ bị đứt, bị rách. Nó rách là coi như cái màn hình mình cũng hư luôn và phải thay màn hình. Là ở khu vực này thì các bạn phải cẩn thận hơn, ở bên ngoài có thể là dễ hơn đó, nhưng mà bên đây bên trong là khó. Rồi, khi tháo cái con ốc xung quanh màn hình thì mình có thể lấy nhẹ cái màn hình lên xem thử nó có tách ra dễ dàng hay chưa. Chúng ta bẻ cái cọng cáp này lại. Rồi, lấy cái khung đậy màn hình trước, cắt cái khung đó ra.
xong mình sẽ lấy luôn cái cọng cáp màn hình ra luôn để cho nó đỡ có bị vướng. Thật ra để cũng được nhưng mà mình nên lấy ra để không bị vướng xíu rồi mình gài lại sao cũng được. Để nó vướng víu rồi nó gãy cái cọng cáp ra mình lại mất cái công đi thay cọng cáp nữa, khổ cực. Ở đây có một miếng băng keo thì mình sẽ gỡ miếng băng keo ra đó. Sau đó các bạn dán lại nha, dán lại liền, đừng có để cho nó dính bụi. Miếng băng keo này mà dính bụi vô là chỗ này cũng không đảm bảo kỹ thuật đâu. Rồi, màn hình được lấy ra rồi nha. Đây màn hình của PA600 thì các bạn có thể thấy là nó có 3 phần, một là mạch, hai là màn hình, ba là phần cảm ứng. Cái phần cảm ứng nó sẽ được dán bằng keo thay mặt, gắn kết với lại cái màn hình này, do đó mình sẽ tách cái cảm ứng này ra khỏi cái màn hình thì mình mới thay được. Đó, bây giờ chúng ta tiến hành tách. Dạ em nghe đây. Alo. Dạ đúng rồi. Dạ, xíu em chạy ra em lấy nha. Dạ, cảm ơn hả. Rồi, bây giờ mình bắt đầu thay. Thì để tắt được cái màn hình này dễ dàng thì có rất là nhiều cách tắt lắm. Cái tắt thứ nhất là các bạn có thể khò nhiệt để cho keo nó giãn ra và chúng ta tắt ra. Người mình thì dùng cách khác đó là dùng dầu lửa. Các bạn có thể thấm dầu lửa vào trong một cái dao mỏng, nhỏ. Thấm dầu lửa vào đây, đổ vào đây. Cái dao tầm khoảng 0.15. Cái dao này bán trên thị trường rất là nhiều nha, có nguyên một bộ luôn, có 100 cái hay sao á. Rồi, dùng dao 0.15 này mình có thể đổ ngay vào cái dầu lửa vào ngay cái khu vực màn hình trước, thấm rất ít nha các bạn, thấm nhiều là sẽ đổ vào bên trong luôn đó các bạn. Dán lại giống vậy. Rồi, mình sẽ thấm rất là nhẹ thôi, đừng có đổ tràn lan nha, tầm vừa đủ thôi. Mình sẽ bỏ vào một cái chai oxy già chỉ còn giống như này. Dầu lửa thì bán rất là phổ biến, mọi người có thể tự thay được. Này không có khó nhưng mình sẽ hướng dẫn. Nhiều người có thể dùng máy khò nhưng mà mình thấy cái đó rất là khó mua. Nó đặc biệt là những anh em không phải là thợ thay gì thì mua rất là khó. Tự nhiên thay cái màn hình trong tốn thêm mấy trăm nghìn mua cái máy khò nữa thì không hay lắm. Dầu lửa thì có ở khắp nơi, mọi người có thể tìm được. Đó, thấm rất là ít thôi. Sau đó mình dùng cái dao này mình rọc vào. Nếu mà các bạn thích bẻ luôn cái màn hình cảm ứng cũ luôn cũng được, nhưng mà mình nghĩ nó không nên tại vì thấy nó nguy hiểm. Các bạn thấy là khi mà có dầu lửa vào thì cái keo nó bị mềm ra và lúc đó chúng ta sẽ tắt được. Chúng ta cứ làm từ từ thôi. Nứt màn hình cảm ứng cũ có bị nứt cục chả sao nha các bạn. Mình cứ đổ dầu vô, tắt nhẹ xuống một xíu là nó ra hết luôn. Không nhất thiết phải dùng máy khò, là cái công việc rất là dễ nhưng mà đòi hỏi là phải khéo tay và làm hết sức kiên nhẫn từ từ. Người không kiên nhẫn thì không nên làm cái công việc này, gây ra hư hỏng nặng thêm thôi. Nhưng mà phải tắt ra bằng dầu lửa vừa nhanh gọn lại đỡ tốn kém. Chúng ta là mua một cái dao đó thì bác cũng biết là đó, cái dao này cũng rất đa năng lắm nên mọi người có thể dùng được. Một số anh em có thể dùng lưỡi lam cũng được nhưng mà lưỡi lam mình thấy nó nguy hiểm quá, nó bén quá. Mình thấy cái dao này nó đùi nhưng mà mình làm từ từ thì nó cũng ra được, nó hay hơn là dùng cái lưỡi lam. Lưỡi lam rất bén và rất nguy hiểm, khi mà dùng mình lỡ tay mình chặt tay một cái là nó xé toạc cái lớp da trên tay mình liền, ghê lắm. Nên anh em cứ dùng cái gì đùi mà mỏng giống vậy là được rồi. Cái này chỉ kiên nhẫn làm từ từ thôi, không có cần gấp đâu. Cái mà mình cần mạnh nhanh đó là mở cái đàn ra cho nhanh và lắp lại cho nhanh thôi. Còn đến khu vực màn hình này thì có thể làm được cái tiếng cũng không sao hết, cũng sao nó đảm bảo kỹ thuật là được. Cái này là nó bằng keo cho nên mình tắt thì phải dùng bằng dầu thì an toàn nhất là dùng dầu lửa. Dầu lửa thì rất an toàn, nó không có phá hỏng các cái chi tiết khác của cái màn hình. Nếu mà
lỡ nó bị thấm vào phía trong thì dầu lửa nó cũng không có gây ra hư hỏng nặng bằng những cái chất khác. Sẽ thấy là mình cái khô dầu thì mình lại thấm dầu mình tắt đó. Khi mà dầu đã đủ rồi thì các bạn sẽ thấy là tách cái màn hình là cực kỳ đơn giản, đủ vòng rồi đó. Rồi mình tách cái màn hình ra, mình tách được cái màn hình ra rồi thì mình sẽ lấy cái màn hình mới, lấy màn hình mới mình đặt vào mình ứng thử. Đó, mọi người nhớ màn hình của anh mình bán thì nó sẽ đúng vị trí luôn, cho nên không cần phải suy nghĩ gì hết. Các bạn có thể thấy cái cũ là đây, cái cũ theo hướng này thì cái mới nó cũng theo hướng này luôn, mình đặt vào thôi. Màn hình nó sẽ đặt lên một cái dây cáp qua cái bên này, bên kia cái màn hình mới của mình cũng như vậy luôn. Rồi màn hình nó đặt cái cổng cáp qua lệch một bên thì cái dây màn hình mới của mình cũng y vậy luôn. Rồi trước khi đặt màn hình vào thì chúng ta nên vệ sinh lại cái lớp keo cũ. Chúng ta sẽ vệ sinh cho nó sạch cái lớp keo cũ đi để cho nó không bị vướng theo cảm ứng. Khi mà đặt cái màn hình mới vào thì nó sẽ êm luôn. Đó, mọi người nhìn có thể thấy đó, có một số cái keo cũ nó còn dính lại. Rồi từ đó không để dầu tràn vào màn hình nghe các bạn. Dầu tràn vào màn hình thì rất là nguy hiểm. Các bạn nhớ cạo sạch keo. Quay gần lại có thể thấy nè, lớp keo được cạo ra. Chúng ta vẫn tiếp tục dùng dầu lửa và tuyệt đối không để dầu lửa tràn vào trong phía trong của cái màn hình. Mình làm từ từ thôi nha các bạn. Cái này thì đòi hỏi cái sự kiên nhẫn của mình thôi, cho nên mọi người làm từ từ. Bên mình cũng phải làm từ từ thôi, tại vì lỡ tay một cái là mất cái màn hình. Mà màn hình pin thì mua lại rất là khó, giá cũng rất là cao nữa. Các loại màn hình thay thế thì nó thay được thôi, còn hiển thị thì nó không thể như màn hình zin được. Nên cái gì mình giữ được zin thì mình giữ. Riêng màn hình thì đa số các hãng thì làm màn hình đều là đặt riêng hết, cho nên cái độ hiển thị của nó sẽ theo đúng cái thông số mà người ta sản xuất yêu cầu. Thì nó yêu cầu của nhà sản xuất làm cho mình. Nên khi mình đặt một cái màn hình bán ngoài thị trường thì cái màn hình bán ngoài thị trường không bao giờ hiển thị đẹp bằng cái màn hình riêng của hãng hết. Nên làm cái gì thì làm, bạn phải giữ cái màn hình riêng. Từ dòng Yamaha hay là dòng Co thì tất cả các màn hình riêng đều hiển thị đẹp hơn cái màn hình của thị trường thay vào. Đây là một cái khăn lau này có thể bán ở siêu thị, thuốc mắt cũng có nhiều chứ, mà phải đúng là loại khăn lau nha các bạn. Nếu các bạn dùng loại khăn thường thì có thể gây trầy, chứ mà khăn lau nó có cái hay là cái bông của nó rất là mịn, cho nên mình lau thì nước nó sẽ thấm vào là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không làm trầy cái màn hình. Các bạn có thể thấy là cái này là bị dính một số cái dầu nên mình phải lau lại cho nó sạch. Trước khi lau bạn nên kiểm tra kỹ cái khăn coi nó dính hột bụi hột cát gì không. Nếu mà dính vào thì nó sẽ là rầy tróc cái màn hình của mình. Đây là một cuộn băng keo hai mặt lõi tép nhỏ. Cái này có thể bán ở trong nhà sách, người có thể tìm mua. Cái này rẻ hơn, có vài nghìn đồng một cái thôi. Dán vào ngay giữa vị trí đó, chỉ cần dán phía trên và phía dưới thôi, hai miếng song song với nhau thôi, không cần dán nhiều nha các bạn. Dán phía trên và phía dưới thôi. Hãng thì người ta làm kỹ, người ta dán nhiều, nhưng thực tế nó không cần thiết phải dán kỹ như vậy. Tại vì khi mình đặt vào trong cây PA600 thì cái màn hình nó
sẽ nằm gọn trong một cái khung rồi. Cái khung đó không thể bị làm cho màn hình nó rớt ra được. Mình chỉ cố định nhẹ bằng cái keo hai mặt thôi. Mình sẽ cố định nhẹ bằng hai miếng keo hai mặt này thì nó sẽ nhanh hơn là mình làm bốn góc luôn. Bốn góc thì nó không cần thiết lắm đâu. Nó mình dùng cái lưỡi mình tách ra, tách mình lấy cái lớp trên của keo hai mặt ra. Tách mình lấy được. Không khó đâu, cái này mình rất là quen rồi, keo hai mặt thì rất là quen thuộc với mọi người rồi. Tìm mua rất là dễ, không mua được thì bây giờ cái gì cũng có thể đặt trên mạng được. Cái gì bạn đặt trên mạng được thì bạn có thể đặt. Đặt xong mình ở xa mình không đi lại được, khó khăn gì đó thì mình cứ mua về nhà rồi mình theo clip này có thể thay được hết. Đó, các bạn dùng một miếng băng keo giấy thấm tất, lấy tất cả những cái bụi bẩn ở bên trên phía màn hình ra. Cái này mình hướng dẫn có vẻ các bạn có thể thấy là nó hơi rườm rà phức tạp nhưng mà không có gì đâu. Thì cái công việc này diễn ra lặp đi lặp lại mà nó chuẩn thì sau này mình làm được nhiều cái thứ khác nó cũng tương tự như vậy chứ không cái nhất thiết là một cây đàn PA600 không đâu. Mọi cái thứ liên quan tới màn hình như điện thoại hay là những cái loại màn hình khác nó cũng phải có cái yêu cầu như vậy hết. Trong quá trình sản xuất màn hình thì những cái nhà máy á, người ta bắt buộc công nhân là phải trùm kỹ đầu tóc và làm trong một cái phòng gọi là phòng sạch đó các bạn. Phòng đó là phòng không có bụi luôn thì nó mới đảm bảo kỹ thuật để mà ráp màn hình được. Thì đây là cái miếng siêu bên ngoài màn hình cảm ứng. Thì màn hình cảm ứng của mình nó có hai miếng siêu và khi hồi nãy mình đã hướng dẫn mọi người là hướng của đặt vào, hướng đặt vào là hướng này đúng không? Thì hướng đặt vào hướng này thì nó có hai miếng siêu, mình phải tháo miếng siêu phía dưới này. Đó, các bạn nhớ hướng đặt vào nha, đừng đặt ngược hướng thì nó sẽ cảm ứng ngược luôn mà rất mất công. Đây, nhớ là màn hình góc này, màn hình góc của mình là hướng đặt giống vậy thì màn hình mình thay vào cũng hướng đặt vậy luôn. Bạn cứ đặt vậy, lệch qua bên trái một tí, cộng cáp nhớ là lệch qua bên trái một tí. Rồi khi đặt vào các bạn ướm, bạn thấy ngay. Rồi nó rất là ok rồi đó. Vẫn còn một miếng siêu phía trên màn hình thì mình cứ từ từ mình gỡ miếng siêu đó cũng được, không có gấp đâu. Còn một miếng siêu nữa đó, miếng siêu đó nằm phía mặt trên của màn hình. Thì đây các bạn có thể thấy nè, miếng siêu nó nằm ngay đây nè. Thì các bạn có thể gỡ một góc này ra cũng được, để xíu mình gắn vô trong màn hình rồi mình xé cái góc này lên là xong. Để vậy để mình nhớ là trên cái cảm ứng nó còn có miếng siêu. Rồi mình tiến hành mình qua đây mình gắn vào mình ướm thử. Đó, mình ướm thử trước. Đó, cắm lại nha các bạn. Đây cái cáp này là cáp cảm ứng, cắm cái cáp cảm ứng này lại. Thao tác với những cộng cáp này các bạn lưu ý là nhẹ nhàng thôi, không có gì phải gấp gáp, không có gì phải làm cho nó khó khăn lên. Mình càng làm khó khăn lên thì mình khổ chứ không ai khổ, tại vì nó hư ra là mình mất tiền và mình mất công nữa. Rồi mình cố định nó bằng chính cái cọng băng keo mà hãng nó cung cấp, nó dán sẵn lên trên đó luôn. Rồi các bạn có thể thấy là cái cọng cáp nó sẽ bị nhô lên như vậy. Nhô lên không sao nha các bạn, cứ để im như vậy luôn, không sao hết. Xíu mình gắn rồi nó sẽ ok. Rồi bắt đầu mình tháo siêu trước, lột siêu. Rồi đặt vào liền. Đó, tránh bụi bẩn nha. Các bạn nhớ vệ sinh cây đàn trước nha. Hôm nay thì cái nhà ở phía sau lưng nhà mình nó đang đục tường để nó tiến hành xây dựng lại cho nên khá là ồn ào. Mà nếu các bạn không nghe rõ cái đoạn nào có thể comment ở bên dưới, mình sẽ giải thích lại cái đoạn đó cho các bạn nghe nha. Đây là nhà bị máy đục, nó đục tường ồn lắm. Rồi mình sẽ gắn lại cái cụm cáp chính của màn hình.
là bằng cách là xả cái keo này ra lại để mình bật cái lẫy của cái cáp lên. Ok, đó, nhét vào theo hướng này, miếng nhựa màu xanh sẽ quay lên trên nha các bạn. Nó sức nhẹ nhàng ngay, tay cộng cáp này nó cũng mỏng manh dễ vỡ lắm, nó rất là dễ hư nên mình làm gì mình cũng phải cẩn thận hết. Đó, mình kiểm tra lại nó có thẳng hay không, nó thẳng là ok, còn nếu nó xiên một chút cũng không được nữa các bạn, nó xiên thì hiển thị nó sẽ bị sai đó. Thì thông qua clip này thì các bạn cũng có thể thấy là cách thay màn hình nó cũng rất là dễ thôi. Thì thay màn hình thì mình sẽ xả thêm cái bo màu xanh này ra nữa, thì cũng cùng phương pháp với xả cảm ứng, các bạn có thể nhỏ dầu lửa hoặc là sấy nóng. Thì tốt nhất là cái phương pháp nhỏ dầu lửa vẫn là hoàn hảo nhất. Các bạn nhỏ dầu lửa vào cái khe dưới đây, khi mà dầu lửa nó thấm hết vô trong đây rồi thì việc tách cái bo này ra rất là dễ, tại vì dưới có một cái lớp keo hai mặt thôi, không có gì phức tạp hết. Mọi người cứ tách từ từ, dùng dao để tách. Và tốt nhất là dùng các loại dao nhựa. Nó có một số loại dao nhựa. Cái đây là loại dao sắt nè. Thì dao sắt nếu có kinh nghiệm vẫn làm được, nhưng mà nếu mà mình chưa có kinh nghiệm thì mình dùng các loại dao nhựa bán trên thị trường. Dao nhựa để tách cái điện thoại di động nó bán rất là nhiều. Thì bạn có thể mua các loại dao đó, nó có thể màu xanh, màu đen gì đó. Mình mua những cái loại dao đó để mình tách cái bò đó ra. Thì sau khi tách cái bo ra thì có cái cáp màn hình chỗ này cũng cùng phương pháp với cái cáp này luôn, và nó giống với loại cáp này. Thì mình tháo băng keo ra rồi mình tách ra, mình làm y chang nữa thôi. Thì ở MiTuMi vẫn có bán đầy đủ các loại màn hình PA600 và cảm ứng của PA600 cũng như PA900 luôn. Hai dòng PA600 và PA900 thì xài như nhau, cùng một loại cảm ứng và cùng một loại màn hình luôn. Nhà kỹ thuật của mình đang tiến hành lắp lại cái khung của vị trí màn hình. Thì chỉ cần các bạn đẩy nhẹ cái màn hình cảm ứng bên dưới để cho cái khung nó sẽ rơi vào đúng vị trí thôi. Nếu các bạn thấy nó vướng vướng gì đó thì không được dùng tác động mạnh nha. Mình tuyệt đối làm hết sức nhẹ nhàng ở khu vực này, và các bạn có thể dùng tay để khỏ nhẹ xuống nếu các bạn thấy nó còn nhấp nhô vướng víu là không được. Rồi, chúng ta đã bắt đầu tra thử một con ốc vào trước để định vị trước là. Mình làm hết sức từ từ thôi. Cây này là một cây đàn rất là khó mở ra rất phức tạp. Mà chỉ cần sai thao tác một cái là coi như mình tốn thêm tiền đi sửa chữa nữa, rất là khổ cực. Mọi người có thể thông qua clip này, mọi người có thể tham khảo cái cách mở. Sẽ có một số cách mở cực kỳ hay luôn, một số anh em rất là thông thạo cái việc mở này. Thì mọi người nào có ý kiến nào hay hơn thì mọi người có thể đóng góp cho MiTuMi để MiTuMi cải thiện những cái video clip sau của mình làm sẽ tốt hơn. Rồi, bắt đầu chúng ta bắn lại, bắn ốc lại. Hết sức cẩn thận nha các bạn. Máy cái này nếu các bạn dằn tay là tốt nhất. Tại vì mình cái máy này thì đã làm có kinh nghiệm rồi, cho nên mới dùng cái máy để bạn. Đa số khu vực màn hình là các bạn nên dặn bằng tay. Chúng ta tiếp tục tra sợi cáp cảm ứng này lại. Sợi cáp cảm ứng này thì nó sẽ nằm ngược, cho nên mình sẽ quay cái miếng màu xanh phía dưới, sau đó mình cắm vào. Đó, cái miếng xanh nó nằm ở dưới, và bây giờ cái cáp nó ngửa lên trên thì mình cắm vào. Đó, chúng ta có thể kiểm tra lại chỗ này là chắc hay chưa nè, bằng cách là mình giật ra thử, mình xem nó đã đi vô sâu chưa. Mình giật ra thử, nếu là nó vô sâu hết cỡ rồi thì thường cộng cáp zin, đây là cộng cáp zin nha các bạn. Đàn đây là đàn zin cho nên mình hướng dẫn rất là dễ. Mình không muốn các bạn mở ra làm mất zin cái đàn, cho nên mình làm y chang như hãng luôn. Đó, mình gắn lại y chang như hãng luôn. Đó, chỗ này nó có nhấp nhô không sao hết, các bạn có thể bập qua đây luôn nè. Đó, gấp lại cũng được, nhưng mình đừng làm mạnh tay quá nha. Đấy, tại vì cộng cáp này nó mỏng manh dễ vỡ lắm. Đó,
phẩm khác này thì ở vị trí này rồi. Bây giờ mình sẽ lắp lại cái pano này vào và chiếu ý cái cộng cáp này nó phải nằm ở trong cái lỗ đây. Thò cái cộng cáp đó vô cái lỗ trước rồi mình mới lắp cái pano vào. Đây là cái pano mặt trước của PA600 mà mình sẽ chú ý một cộng cáp đó thôi. Rồi. Hết sức nhẹ nhàng, tình cảm thôi, làm từ từ là mọi người sẽ thành công thôi, không có khó đâu. Rồi, đó, thứ hai là cộng cáp của màn hình nó sẽ ở vị trí này. Rồi, hai cộng cáp đó. Rồi, bắt đầu chúng ta đẩy cái pano lại. Rồi, lại cho cây đàn nằm ấp xuống, đó. Nếu các bạn không làm gãy những cái lẫy thì rất là dễ dàng đó. Chúng ta sẽ gắn cái đế của đàn vào. Trước tiên mình sẽ gắn cái dây loa trước. Mình gắn dây loa trước. Dây loa này nó hơi khuất cho mình hơi khó gắn, nhưng mà mình gắn quen rồi không sao đâu. Gắn quen rồi mình gắn nhanh thôi chứ không có gì đâu. Đó, xong. Đó mình gắn cáp điện. Rồi, đó, ok. Rồi, kiểm tra cho kỹ nha các bạn. Trước khi đóng nắp thì mình sẽ kiểm tra bên trong có còn sót những cái vật thể lạ không. Cái gì, ví dụ như đây có một cái màu trắng này, mình sẽ lấy ra. Đây tất cả những cái bụi bẩn nè. Ok, mình đóng lại. Test lại lần cuối. Rồi. Ok, tất cả mọi thứ hoạt động rất là ổn định và chính xác. Ok. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ công ty đã tiến hành test xong. Mình sẽ test theo sơ bộ lại các nút nhấn và tiếng, coi thử nó có vấn đề gì bất thường hay không. Còn bộ quá trình này chỉ diễn ra tầm khoảng 1 phút là xong rồi. Rồi, ok, đóng đạn được rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn toàn bộ quá trình thay màn hình cảm ứng cho PA600 dưới sự chứng kiến của anh khách ở đây, và anh có thể tham khảo và về nhà giúp đỡ bạn bè của mình ở dưới quê. Thì thấy anh khách của mình đi xe đi lại phức tạp quá, và mình đã quyết định làm cái clip này để gửi cho ảnh, đồng thời gửi tới mọi người để mọi người có thể khỏi phải đi lại ở xa bất tiện. Hy vọng cái chia sẻ của MeToMe sẽ giúp được mọi người hay cảm ứng PA600, PA900 thành công. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Và bây giờ MeToMe sẽ đóng đàn và kiểm tra lần cuối cho khách. Chúc các bạn thành công.